Sáng ngày 8 tháng 2, các địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân cho các đơn vị quân đội công an nhân dân để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023. Ghi nhận tại thành phố Thủ Đức, nơi giao quân điểm của thành phố Hồ Chí Minh, đến dự lễ và tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ có các đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7, Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức, Đại tá Phạm Đức Châu Trần, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thủ Đức cho biết, có mặt tại lễ giao quân là 538 thanh niên ưu tú của thành phố Thủ Đức và 500 thanh niên ưu tú của các quận 1, 3, 4, 7, 10, Tân Bình, huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi, Cần Giờ. Tổng thể chất lượng giao quân năm nay cao hơn năm 2022, cụ thể tiêu chuẩn học vấn bậc cao đẳng đại học trên 49%, sức khỏe đạt loại 1-2 trên 78%, 100% thanh niên làm đơn tình nguyện vào xây dựng quân đội công an. Chính từ nhiệt huyết của thanh niên, đơn vị xác định làm tốt công tác tư tưởng, chăm lo hậu phương quân đội để tạo điều kiện cho các em yên tâm thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ quê hương đất nước. Đồng thời phối hợp ban ngành rà soát các trường hợp khó khăn, tham mưu cho lãnh đạo thành phố, các ban ngành đoàn thể, chăm lo trước Tết, trong Tết, sau Tết và trước khi lên đường. Trong đó đã chăm lo cho 53 gia đình khó khăn bằng hiện vật, hiện kim, tình cảm và trách nhiệm. Trong buổi lễ long trọng, những thanh niên nhập ngũ mang tâm thế vô cùng phấn khởi, quyết tâm, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Là một trong ba công dân nữ có mặt tại điểm giao quân thành phố Thủ Đức tham gia nhập ngũ, em Nguyễn Trang Hương Trúc, sinh năm 2000, vừa tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh, trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, nhập ngũ vào trường quân sự quân khu 7, chia sẻ lý do nhập ngũ vì môi trường quân đội cực kỳ tốt để em rèn luyện bản thân trưởng thành hơn. Em thấy cái môi trường quân đội là cái môi trường cực kỳ tốt mà để cho em có thể mà rèn luyện bản thân mình nhiều hơn để phát triển trưởng thành hơn và hiểu có những định hướng tốt cho tương lai sau này. Trước khi mà em quyết định nhập ngũ thì bố mẹ em ở nhà cũng có dặn rất là nhiều, cũng như về sức khỏe, về phải sống có kỷ luật. Bố mẹ em ủng hộ em. Em cảm thấy rất là vui và tự hào khi mà mình có thể có mặt ở đây tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Em cảm thấy rất là tự hào, vui vẻ khi là đi đồng quân ngày hôm nay. Em hy vọng là sau này những chiến sĩ tiếp theo cũng giống như em, có tâm trạng như vậy, càng có ngày càng cố gắng hơn nữa. Đi nhiệm vụ 2 năm thì em sẽ cố gắng là một người chiến sĩ tốt, một người giúp ích cho đất nước, một người con dân tốt hơn nữa. Hiện tại em là sinh viên mà đã tốt nghiệp rồi và nhập và tham gia vào đơn vị công an thành phố. Sau khi được nhà động viên thì thấy trở nên tích cực thì sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, không gì phải khó. Có thể là vừa học tập và vừa cả rèn luyện để sau này nếu mà thoát khỏi chết một cán bộ chiến sĩ luôn. Tại quận 11, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đến dự và tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 11 Nguyễn Trần Bình cho biết, có mặt tại lễ giao quân là 173 thanh niên ưu tú, sẵn sàng tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ. Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 11 mong muốn, dù bất cứ hoàn cảnh nào, các tân binh cũng nỗ lực khắc phục khó khăn, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải và lãnh đạo quận 11 trao các phần quà, động viên các tân binh của quận trước giờ lên đường nhập ngũ. Tại huyện Hóc Môn, đến dự và tiễn thanh niên nhập ngũ có đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, huyện Hóc Môn có 259 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 201 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị gồm Lữ đoàn Thông tin 596, Trung đoàn Gia Định, Sư đoàn Phòng không 367, Trường quân sự Quân khu 7, Sư đoàn Bộ binh 5 và 58 thanh niên nhập ngũ vào Công an thành phố Hồ Chí Minh. Tại quận Gò Vấp, Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp Sử Ngọc Anh đến dự, thăm hỏi, biểu dương tinh thần tình nguyện, hăng hái đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự của các thanh niên ưu tú trên địa bàn quận Gò Vấp. Năm nay, quận Gò Vấp có 238 thanh niên lên đường nhập ngũ.